Không một lời chúc mừng thành công của đội tuyển Việt Nam, Bùi Tiến Dũng bị cộng đồng mạng cà khịa cực gắt trên mạng xã hội. Hôm qua ngày 17 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã chính thức về nước sau chuỗi ngày dài chinh chiến tại Dubai. Xuất sắc giành tấm vé bước vào vòng loại tiếp theo của World Cup 2022, điều mà lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đã làm được. Để đạt được thành tích tốt như thế, các cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều nhận được sự ủng hộ tinh thần từ đông đảo fan hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, thủ môn Tấn Trường cũng thể hiện rất xuất sắc trong 3 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2. Chính sự thăng tiến của Tấn Trường đã làm nhiều cổ động viên nhớ về người hùng Thường Châu năm xưa, Bùi Tiến Dũng. Lần gần nhất Bùi Tiến Dũng được thầy Park triệu tập là ở đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30 cuối năm 2019. Những sai lầm đã khiến anh mất vị trí cho Văn Toản. Đến nay, khi đồng đội cùng lứa của mình đang làm nên trang lịch sử cho bóng đá Việt, thì Bùi Tiến Dũng lại lặn không thấy tăm hơi. Điều này đã khiến cho nhiều cổ động viên quá khích, tấn công vào trang Facebook và Instagram cá nhân của cầu thủ. Nhiều bài viết của anh, thậm chí là bài viết được tăng vào, cũng bị hàng loạt bình luận chê bai dè bỉu. Nhiều người hâm mộ thắc mắc về việc anh chàng hoàn toàn im lặng trước chiến thắng của Việt Nam mà không hề có một lời động viên đến đồng đội. Người khác thì lên tiếng về lối sống xa hoa, chuyên môn đi xuống, tình cảm thì kéo dài cả trang trên mặt báo. Nhiều fan hâm mộ bóng đá còn tinh ý nhận ra Bùi Tiến Dũng đã không còn nhận được nhiều sự tương tác trên mạng xã hội từ chính những người anh em thân thiết của mình nữa. Hiện Bùi Tiến Dũng vẫn đang tập trung xây dựng nhãn hàng thời trang riêng cho mình và chắc chắn anh chàng cũng sẽ có những dự định tương lai đối với sự nghiệp sân cỏ mà thôi. Vậy còn bạn, bạn suy nghĩ sao trước sự im lặng này của Bùi Tiến Dũng? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!